dĩ phờ quả gia, tác ngã nhân tâm, bất lịch tam kỳ đủ nhập Phật trí. Đây là pháp môn Tịnh Tông. Đây là một pháp môn đặc biệt. Dĩ Phật quả giá, Phật này là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà, Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thành Phật rồi. Hơn nữa thành Phật rất lâu rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, Phật A-di-đà thành Phật đến nay là 10 kiếp rồi. Thời gian được tính toán bằng kiếp. Con số này ngày nay chính là con số thiên văn. Phương pháp của Ngài quá tuyệt diệu, tức là dùng một câu Phật hiệu. Dùng một câu Phật hiệu này làm nhân tâm cho chúng ta tu hành hiện nay. Tâm của chúng ta chính là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà chính là tâm của chúng ta. Tốc độ này nhanh thật. Bất lịch tam kỳ, không cần phải trải qua ba A-tăng kỳ kiếp, không cần thiết. Đốn nhập Phật trị, chúng ta sẽ nhanh chóng có thể chứng đắc. Chỉ cần đem chướng ngại dứt bỏ, Phật trị sẽ hiện tiền. Dùng phương pháp gì để dứt bỏ chướng ngại? Chính là dùng một câu danh hiệu này. Kỳ diệu là ở chỗ này. Chúng ta khởi tâm động niệm, nhất định phải hiểu được khởi tâm động niệm đều là sai lầm. Quý vị phải khẳng định câu này. Không nên cho rằng quý vị khởi tâm động niệm là chính xác, là tốt, vậy thì xong rồi. Đại sư Huệ Năng rất có nhân duyên với vùng đất này. Ở đời đường xuất hiện một vị cao tăng như vậy, Ngài không hề biết chữ, không học qua trường lớp nào. Ngài đúng là khai ngộ rồi. Khai ngộ như thế nào? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông bỏ hết. Ngài vừa buông bỏ thì đúng là đốn nhập Phật trí, như đã nói ở đây. Ngài không phải tiệm nhập, mà Ngài đốn ngộ. Vì vậy chúng ta thấy hành nghi suốt đời của Ngài, chúng ta thật sự muốn giác ngộ. Không giác ngộ là sai rồi. Thật sự phải biết được chúng ta khởi tâm động niệm là sai lầm. Vì sao vậy? Vì chân tâm ly niệm. Ý nghĩ là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm không có ý nghĩ, vì thế có niệm tức sai. Cái này phải thừa nhận. Chúng ta lại không thể không có ý niệm. Không có ý niệm là điều không thể làm được. Chỉ có như Ngài Huệ Năng mới làm được. Chúng ta không làm được. Điều này trong lịch sử chưa xuất hiện một Huệ Năng thứ hai. Chúng ta chỉ có thể đem vọng niệm giảm bớt đi, không có cách gì để dứt bỏ. Hiện nay Phật dạy chúng ta một cách, đó là đem những vọng niệm này hoàn toàn đổi thành A-di-đà Phật. Đây gọi là một phương pháp hay, đúng là quá tuyệt diệu. Nếu đổi lại rồi, chúng ta liền có thể chứng nhập.
cái gì cũng dứt bỏ hết, cái gì cũng là giả, không có cái gì gọi là thật. Chúng ta khởi tâm động niệm là vọng tâm, vọng tâm lại là giả, không phải chân tâm. Thân thể của chúng ta cũng không phải là thật, là giả, có sanh có diệt. Động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, địa cầu tinh cầu có thành trụ hoại không, đều không phải là thật. Quý vị nghĩ đến chúng làm gì nữa? Quý vị niệm chúng làm gì? Triệt để buông bỏ. Thể buông bỏ, nói cho quý vị lập tức đốn nhập Phật trí. Ngài Huệ Năng không có bản lĩnh gì, chỉ có buông bỏ. Một câu nói nghe hiểu rồi liền buông bỏ hết, nên Ngài đã thành Phật rồi. Sau khi thành Phật rồi mới có thể giúp đỡ những khổ nạn chúng sanh chưa buông bỏ được. Họ cũng là Phật. Lúc tôi chưa buông bỏ được thì cũng như họ. Nay tôi buông bỏ rồi phải giúp đỡ họ, như thế mới đúng. Đây gọi là tự hành quá tha. Vì thế trong đoạn kinh văn, trước phải tự độ này. Bản thân chưa tự độ, làm sao giúp người khác được?